Mời các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Startup VIP. Thì chào mừng cái tháng cuối năm này thì bên Startup VIP đang có chương trình giảm giá và khuyến mãi. Chương trình là Startup VIP sẽ free ship xe toàn quốc và chiết khấu cao lên tới 20% và tặng combo phụ kiện cực kỳ là hấp dẫn. Tránh khi sử dụng chiếc xe đẹp. Đầu tiên là các bạn vặn cổ phốt quá chặt. Đó. Vặn cổ phốt quá chặt có nghĩa là khi các bạn siết con ốc lắp này cổ phốt quá tay vào thì nó sẽ rất là cứng càng. Đó, ảnh hưởng tới các bạn khi di chuyển tay lái. Thì các bạn có thể lưới lỏng ra và một chân dẫm lên càng xem nó có độ dơ hay không. Nếu không có độ dơ thì các bạn chỉnh tay lái này làm sao này nó phải trơn tru mượt mà như này thì là ok. Thì các bạn bắt đầu xoáy hai con ốc thứ sườn này, xoáy chặt vào chứ không nên xoáy căng cái ốc ở trên càng này quá thì nó sẽ dẫn tới là bị cứng càng. Và tiếp theo là phần lốp non. Thì nếu các bạn đi chiếc xe mà bơm lốp quá non thì cũng rất ảnh hưởng tới cái tốc độ của mình khi di chuyển trên đường phố. Non quá và căng quá cũng rất là ảnh hưởng. Vì thế trên xe đã có ghi thông số cân nặng của bánh xe. Đấy, các bạn có thể đọc qua trên thông số xe. Đấy, sẽ giúp các bạn trải nghiệm mượt hơn trên công đường. Và thứ ba là đến phần phanh bị rít. Khi phanh bị kêu rít thì không lên cho dầu mỡ vào chiếc phanh. Đấy, nhiều bạn là cho dầu mỡ vào là để cho nó trơn và cho nó hết tiếng kêu, nhưng thật ra là không phải. Đối với phanh thì thứ nhất nó kêu rít là một là má phanh của các bạn đang bị mòn hết. Đấy, khi các bạn bóp thì nó có thì dẫn tới tiếng kêu rít. Và thứ hai là cái đĩa khi bị méo thì nó sẽ chạm vào má phanh, nó sẽ dẫn tới tiếng kêu két két. Tình huống xử lý thì các bạn có thể mang ra bên cửa hàng của bên quán sửa xe, các bạn có thể kiểm tra. Đấy, không nên cho dầu mỡ vào cái đĩa này và cái cục phanh này. Nếu các bạn đang quan tâm với các dòng xe bên Startup VIP thì hãy liên hệ từ số hotline 0964005166 hoặc 0936307337 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.